Rồi xin chào tất cả quý anh em nha. Rồi chào mừng tất cả quý anh em quay trở lại với bonsai Trường Thi. Vẫn là công việc quen thuộc là 11 giờ trưa và 19 giờ. Bonsai Trường Thi giới thiệu một số dòng bonsai giao lưu cùng với tất cả quý anh em. Kính mời quý anh em xem kênh, đăng ký kênh, nhấn chuông, theo dõi ủng hộ bonsai Trường Thi. Trước mắt quý anh em là một cái cây lộc vừng, một cây lộc vừng hàng bonsai bàn trà. Cây khá đẹp nha. Cây này chỉ cần rất là tương đối rồi. Ok rồi, cây không còn mài cắt nữa nha. Xíu nữa sẽ quay gần hơn cho quý anh em xem tham khảo. Kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Một cây lộc vừng rất là già rồi. Rồi đó, một vài thông số cho quý anh em tham khảo. Cây này đo cái tổng tổng vành vành đế nha. Tổng vành đế là nó tính hai cái rễ nha quý anh em, là 24 nha. Vành thân, vành thân là chỗ to nhất đây, vành thân tầm 10 19 nha quý anh em. 19 là bằng khoa trên đây, chỗ đây cái eo thì khoảng 12. Cây chỉ cần già lắm nha quý anh em, xem chỉ cần già lắm nha. Rồi cây có chiều cao cây tính từ mặt chậu lên là khoảng 50, tính 50 nha quý anh em. Tán thì tầm khoảng 32 nha. Rất là đẹp. Cây này chỉ cần già lắm nha quý anh em. Làm kiểm cơ bản còn định hình thôi. Cây này mà cắt không còn nữa nha. Cây cắt rất là nhiều lần nè. Cắt rất là nhiều lần. Rất là ok. Thân lát lượng. Đế là ok, được, đẹp. Hàng bonsai bằng trà cho quý anh em chơi. Một cái cây giống văn nhân. Rồi anh em xem tổng thể cây. Xem tổng thể cây một lần nữa. Quay sang thì báo giá giao lưu. Một cây lộc vừng dáng văn nhân, cây già, hàng bonsai để bàn. Rất là đẹp. Rồi cây lộc vừng này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 900. 900k, bonsai thì bao ship. Rồi 900k bao ship. Rồi tiếp theo giới thiệu với anh em một cây trắc nha, một cây trắc dây dáng song thụ, cây trắc dây dáng song thụ. Cây này thì chỉ cần làm theo lối tự nhiên, cắt thành một cái tán dù. Cây này thì cũng hàng bonsai đỡ bàn, giá cũng rất là hữu nghị cho quý anh em chơi. Một cái cây trắc dây, cây này dáng song thụ nha. Cây này có bộ đỡ đẹp nha quý anh em, xíu nữa sẽ quay gần để cho quý anh em xem tổng thể cây. Quay bên kia, bên kia, quay bên kia. Rồi đo tổng thể hoành cho quý anh em tham khảo nha. Cây này tổng hoành là khoảng 50, tính 50 thì hai thân này là bằng nhau nha quý anh em. Hai thân này bằng nhau. Chiều cao cây là 28. Rồi đo một thân nha anh em xem. Hai thân này là bằng nhau, kích thước là 10 17. Cây này tán thì khoảng 40 40. Rồi quý anh em xem cái phần đế cây nha. Cây này có lũa nha quý anh em, đây là có lũa nè. Đế là ok nha. Một cái cây song thụ cũng khá là hay. Chơi có ý nghĩa nha quý anh em. Đây nó đã có lũa nè. Tán thì làm theo lối thiên nhiên thôi, cắt tròn tán. Giao lưu ra rất là hữu nghị. Bây giờ quý anh em tham khảo và giao lưu. Rồi cây trắc này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 850k bao ship. Rồi 850k bao ship. Tiếp theo giới thiệu với anh em một cây hải châu. Cây hải châu này thì được vào một cái bình cách điệu, một cái bình cách điệu. Cây đang cho hoa và trái. Những cây này thì nó thích hợp với anh em trang trí ở cái góc nhà nha. Hoặc cộng gia chơi bàn trà được. Ta chơi cái trái, xíu nữa chị quay trái cho anh em xem. Cây này có cái trái cũng khá đẹp. Trái này chơi rất bền. Một số trái cũng vừa đậu. Cây này trái chơi phải tầm 2 tháng đến 2 tháng rưỡi nữa nha.
Rồi, đo thông số cho anh em xem. Đo tổng tổng cái chiều cao đi. Tổng chiều cao từ từ đáy bình lên tới ngọn luôn. Từ chân chân đáy bình lên tới tới đỉnh ngọn luôn. Nó là 60 nha. 60. Rồi, đỡ phụ tăng ngang. Phụ tăng ngang. Phụ tăng ngang tầm khoảng 40 nha. 40. Rồi, cây này đang cho trái nha anh em. Trái đây, trái này, những cái trái này thì nó rất nhiều nha. Hiện tại trái còn rất là nhiều. Trái này người ta chơi được từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi nha. Rất là bền trái. Anh em xem. Cạnh dưới đây có trái nè. Giao lưu ré cũng rất là hữu nghị cho bữa em chơi luôn. Bên đây có trái nè. Dòng hai hai châu lá nhỏ và lá tròn. Những dòng này trái nó chín rất là đẹp. Cái này cái bờ đế cũng tương đối ok nha. Đế có những cái cọng rễ rất lớn nha quý anh em đây. Lớn ok nha. Ta vô một cái bình cách điệu. Cũng khá là hay. Ngộ nghĩnh nha. Rồi cái hai châu này thì buổi sáng thì giao lưu với anh em. Giá là 850k bao ship. Rồi 850k bao ship. Rồi cuối cùng cái clip hôm nay bên sàn thì giao lưu với anh em một cái cây mai vàng. Một cái cây mai vàng. Cây này là cây ghép nha quý anh em. Cây ghép dạo rinh nha. Cây ghép hoa dạo nha. Dạo Bình Định thì nó tầm 9 đến 12 cánh. Dòng dạo thì khá là nổi tiếng rồi. Thì hôm nay cũng giao lưu một cái chủng loại khác cho quý anh em xem. Chúng ta có nhiều sự lựa chọn nha. Giao lưu một cây mai vàng. Cây này là ghép dạo. Hoa 9 đến 12 cánh. Cây này có bộ thân cũng khá là quái, cái bộ đế cũng khá đẹp. Rồi, đo cái vành đế cho anh em tham khảo nha. Cái vành đế khá là ấn tượng nha, 30. Vành đế 30. Đế đẹp nha anh em. Ở đây rất là đẹp nha, đây mặt tiền nè. Đế khá đẹp. Rồi, đo vành thân nha anh em xem. Vành đế là 30, vành thân. Vành thân là 13. Chiều cao cây tính từ mặt chậu lên là khoảng 40. Phủ tán. Phủ tán thì tầm khoảng 37, 37. Chậu này một cái chậu men cũng khá là đẹp nha. Chiều cao chậu là 20. Cây bonsai thì quay gần hơn như anh em xem đế này. Đế khá là ấn tượng nha. Hoành đế hoành cũ này 30 nè. Cây lớn nha anh em. Một cây mai vàng. Chỉ cần thì anh Sang Thi làm kỹ nha. Làm kỹ. Vô kiểm rất là kỹ cho anh em về chúng ta chơi có một cái form. Đỡ y vài tắt này chúng ta chơi được nè. Đế thì khá là ok. Thân lát lượng. Cái độ cong. Anh em thấy độ cong này khá đẹp nha. Rồi anh em xem tổng thể cây mai vàng này một lần nữa. Anh Sang Thi báo giá. Giao lưu. Cây rất là ok nha. Rồi cây mai vàng này thì bên sàn thì giao lưu với anh em. Giá là 950k bao ship. Rồi 950k bao ship. Bên sàn thì phát sóng video lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Kính mời quý anh em đăng ký kênh, nhấn chuông. Xem và hợp ý kênh nào thì gọi điện trực tiếp bên sàn thì. Số điện thoại bên sàn thì luôn để trên màn hình. Rồi xin cảm ơn và chúc quý anh em cuối tuần có nhiều niềm vui. Xin cảm ơn và xin chào.